Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh thiết bị an ninh 24 giờ. Thì để reset cái camera IMAO 360 độ này nè, về mặc định của nhà sản xuất đó các bạn. Các bạn làm theo hướng dẫn của mình nha. Các bạn thấy cái phần màu đen ở trên cái con mắt của nó nè các bạn. Bạn đẩy nó lên nha. Dùng cái tay nè, đẩy nó lên. Đó, kéo xuống đẩy lên nè, đẩy lên hết mức nha các bạn. Khi các bạn đẩy lên thì các bạn thấy nè, nó hiện lên cái bên trái nó là cái khe cắm thẻ nhớ, bên phải nó là nút reset. Thì cái nút reset này á, các bạn có thể dùng cái đầu của cái cây bút á, hoặc là cái vật nhọn như thế này nè, hoặc là cái đầu móng tay nha các bạn. Các bạn đè vào, các bạn giữ, đè vào, ấn vào nha, giữ khoảng 10 giây nha các bạn. Đó, nó kêu cái tút. Khi nó kêu cái tút là reset thành công nha. Mình kéo nó lại vị trí ban đầu. Đó. Đó, khi các bạn reset nó sẽ bắt đầu nó khôi phục lại mặc định. Nó xoay qua một vòng, nó xoay lên xoay xuống. Nó quay về vị trí ban đầu. Cái đèn của nó, nó hiện màu xanh, nó chớp nè. Lúc đó reset thành công nha các bạn. Ok. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi video. Nếu thấy video thật sự hữu ích, hãy bấm like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.